Cảnh Thịnh. Mộ Vua Cảnh Thịnh ở đây. Mộ Vua Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh là con của Vua Quang Trung. Mộ Vua Cảnh Thịnh nằm ở chùa Đại Tuệ. Mộ vua được đắp bằng rất nhiều tảng đá, nằm trong một khung cảnh hữu tình. Xung quanh mộ vua được trồng nhiều cây đào, rất nhiều cây đào. Và nằm bên cạnh chính điện của chùa Đại Tuệ.